Chào mọi người nha. Có rất là nhiều người đặt câu hỏi với mình là cây thu hải đường á, trồng khi nào thì nó kịp Tết. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cái thắc mắc cho anh em biết là khi nào. Thật ra là cây thu hải đường nè, anh em lưu ý á, là mình trồng tới đâu á, là hoa nó tới đó. Nè, ví dụ như cái cây đây này là cắt ra để làm giống anh em, cắt ra để làm giống nhưng mà chưa xuất được á, thì nó đã có hoa rồi nè. Cho nên là thu hải đường á, trồng tới đâu rồi, có ngọn nó tới đâu, đi tới đâu rồi hoa nó tới đó nè, đó không. Cho nên là nếu mà anh em muốn trồng á, thì trồng thời điểm nào cũng được. Tuy nhiên á, anh em phải trồng sớm, bởi vì sao? Nếu mà anh em trồng muộn á, anh em trồng muộn á, thì ví dụ như thế này nè, không, nhìn nó rất là đơn điệu, nó không có đẹp. Nhưng mà nếu anh em mà trồng sớm, anh em bấm cơ đi, ví dụ bấm cơ đi, mình bấm cơ. Nếu anh em trồng sớm bấm cơ thì anh em lấy cái ngọn anh em tái sử dụng, còn không thì anh em bỏ. Thì khi mà bấm cơ như thế này á, là nhánh nó sẽ từ ở dưới nó vọt trong các cái nách này, nó vọt lên. Thì nếu giả sử như mà mình trồng sớm vậy á, mình bấm vài lần cơ á, thì cái chậu nó sẽ rất là đẹp, đẹp cực kỳ nha, chứ không phải dẫn đâu. Cho nên là anh em lưu ý là trồng thu hải đường anh em nên trồng sớm là để cho nó đẹp. Còn hoa của nó thì cứ ngọn tới đâu rồi hoa tới đó. Thế thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái chậu hoa thu hải đường đã được trồng lúc trước. Đây. Đây, đây anh em. Thì cái chậu thu hải đường đã được trồng vô ra nè. Đó anh em thấy đây là cái chậu này nó kích thước nó khoảng cỡ 18 à. 18 thì trồng một cây thôi. Một cây thì để mình cho anh em xem là nó được bấm cơ mấy lần rồi nha. Ở trong cái gốc này nè, là bấm một lần rồi nè, trong cái gốc chính giữa này anh em nè. Khi bấm một lần vậy thì nó mới ra mấy cái nhánh con như thế này. Đó, thì khi nhánh con ra như thế này, ở đây anh em thấy là đã được bấm thêm một lần nữa rồi nè, thấy chưa? Như vậy là cái chậu này là được bấm hai lần rồi đó. Nói chung là toàn bộ ở đây là được bấm hai lần hết. Đó, thì một cây thôi mà bấm hai lần cơ thì anh em thấy nó đã to cỡ này rồi. Nếu giả sử như các cái nhánh con này nó mọc lên nữa, chúng ta bấm thêm một lần cơ nữa thì anh em thấy cái chậu nó rất là to. Có những cái chậu mà anh em thấy nó to kìa không? Nếu mà một lần cơ nữa kìa, nó bự vậy nè. Mà anh em thả cho nó có bông á, cực kỳ đẹp luôn. Thì anh em lấy giống thì ý ới nha. Giống thì cũng không có nhiều, thật sự luôn. Vừa đủ thôi. Đây, nâng lên mình. Đó anh em. À, rồi. Rồi, thôi kết thúc video nha anh em. Đây. Đây. Một chậu một cây. Đó. Tại đó mấy chậu để sinh nè cô. Thấy không? Đó, một chậu một cây. Còn giống của cô thì đây. Lại gần. Quay cho nó. Đây, cứ có ngọn, có ngọn tới đầu là bông tới đó, cho nên cứ yên tâm là không có kịp, không có sớm gì hết á.